Vừa tổ chức xong đám cưới, Puka đã lộ vòng hai lùm xùm, nghi vấn có thai con đầu lòng. Sau 4 năm hẹn hò, Puka Jin Tuấn Kiệt đã chính thức về chung một nhà vào ngày 4 tháng 11. Thời gian qua, cặp đôi từng nhiều lần vướng nghi vấn có con, tuy nhiên cả hai chưa từng lên tiếng đính chính làm rõ thông tin này. Mới đây, Puka tiếp tục là tâm điểm của sự chú ý khi tham gia chương trình truyền hình. Nữ diễn viên mặc áo hai dây màu tím ôm sát cơ thể, netizen chăm chăm vào vòng hai lùm lùm, lớn rõ của bà xã Jin Tuấn Kiệt. Đặc biệt cô còn có hành động đáng chú ý được cho là để che chắn khi lấy chiếc gối ôm ngay trước bụng. Qua loạt dấu hiệu này, netizen liền rộ nghi vấn Puka đang có tin vui. Trước đó vào tháng 8 năm 2023, trước khi đám cưới diễn ra, Puka vướng nghi vấn đã có con khi lộ bức ảnh được cho là cùng Jin Tuấn Kiệt đi khám thai. Cùng thời điểm này, người hâm mộ cũng phát hiện Puka thường xuyên che chắn vòng hai, ngoại hình thay đổi rõ khi xuất hiện trong các vlog. Khi bị hỏi thẳng thông tin đã sinh con khi tham gia một sự kiện, Puka đã không trực tiếp lên tiếng mà nhanh chóng lảng tránh sang câu chuyện khác. Động thái này của nữ diễn viên càng khiến netizen thêm nghi ngờ. Đến cuối tháng 10 năm 2023, Puka vô tình đăng tải một bức thư cảm ơn có dòng chữ gửi chị Anh Dương Lâm Đồng Nai và gia đình lời chúc mừng ngọt ngào khi đón một thiên thần nhỏ. Khi đó Puka đã xóa đi và không chia sẻ gì thêm. Cho tới nay cả Puka và Jin Tuấn Kiệt đều chưa từng lên tiếng về điều này. Tuy nhiên qua những động thái này của vợ chồng Puka Jin Tuấn Kiệt cũng như những bằng chứng về vòng hai, cư dân mạng gần như đã khẳng định cặp đôi đã có con đầu lòng, chuẩn bị đón thiên thần nhỏ vào năm tới. Lễ tân hôn Puka Jin Tuấn Kiệt xính lễ kim cương 2 tỷ đồng dàn sao đình đám hội tụ. Sáng 1 tháng 11, Jin Tuấn Kiệt và Puka tổ chức lễ tân hôn khiến fan hào hứng. Buổi sáng gia đình nhà trai làm lễ xin dâu và thực hiện các nghi thức đám cưới. Trong ngày trọng đại, Puka mặc áo dài hồng truyền thống để tóc dài dịu dàng, kết hợp với kẹp tóc ngọc trai. Trên gương mặt cô không giấu được niềm hạnh phúc. Bên cạnh nữ diễn viên là ông xã diện áo dài tông sộp tông, phong độ lịch lãm. Ở mọi khoảnh khắc, cặp đôi giữ nụ cười thường trực trên môi. Một số hình ảnh hiếm hoi trong lễ gia tiên được bạn bè người thân của cô dâu chú rể chia sẻ. Theo đó, không khí đám cưới rộn rã, tiếng cười với sự chúc phúc của hai bên gia đình, khách mời và dàn bưng quả tràn ngập. Có thể thấy dàn bưng quả nam đều là những nghệ sĩ nổi tiếng như Trương Thế Vinh, Ngô Kiến Huy, Song Luân, Duy Khánh, Esti Sơn Thạch, Anh Tú và Jun Phạm, Mai Quỳnh Anh, Lily, Thúy Ngân, Ngô Bảo Ngọc, Nguyên Thảo là những phụ dâu bưng quả. Ca sĩ Hòa Minzy, diễn viên Huỳnh Lập, Lâm Vĩ Dạ là khách mời tham dự đại diện cho đàn trai. Đặc biệt, nghệ sĩ Trường Giang cũng có mặt và đảm nhận vai trò MC. Theo một người bạn thân thiết của cô dâu chú rể, quà cưới của đàng trai là bộ trang sức kim cương trị giá 2 tỷ đồng. Ngoài xính lễ này, nhà trai chuẩn bị mâm lễ trầu cau, rượu, bánh trái, hoa tươi. Sau khi xính lễ được trao, cô dâu chú rể làm lễ trước bàn thờ gia tiên và trao nhẫn cưới. Sau lễ ăn hỏi, Puka và Jin Tuấn Kiệt sẽ tổ chức đám cưới ở Cam Ranh vào ngày 4 tháng 11. Vào ngày 6 tháng 11 tổ chức ở thành phố Hồ Chí Minh và một đám cưới ở Đồng Tháp, quê Puka. Cặp đôi vướng tin đồn hẹn hò từ năm 2020. Trước đó cả hai thường xuyên bị đồng nghiệp trêu chọc chuyện tình cảm song không lên tiếng xác nhận. Hôm 6 tháng 9, Jin Tuấn Kiệt đăng ảnh thân mật, xác nhận thông tin anh vừa cầu hôn Puka sau 4 năm hẹn hò. Từ thời điểm đó, cặp đôi thường xuyên đăng tải hình ảnh tình cảm lên trang cá nhân. Jin Tuấn Kiệt cũng vừa phát hành MV Em Này, ca khúc do nhạc sĩ Nguyễn Minh Cường viết có giai điệu lãng mạn. Ngay lần đầu tiên nghe thấy anh đã quyết để dành bài hát cho ngày sinh nhật của Puka. Nam ca sĩ bày tỏ sự biết ơn với ekip thực hiện MV. Cảm ơn tất cả mọi người đã cùng Jin gấp rút thực hiện MV này, ra kịp ngày chúc mừng sinh nhật của cục vợ. Em à, anh muốn em là bông hoa của cuộc đời riêng anh. Happy birthday cục vợ, cảm ơn cục vợ đã hết lòng hết sức vì sản phẩm này. Puka cũng giải thích lý do cả hai không thừa nhận là người yêu, thậm chí còn phủ nhận khi tham gia một số game show. Jin và Pu biết có những lúc hai đứa làm mọi người buồn nhiều vì chưa thừa nhận tình cảm của mình. Lý do vì cả hai luôn muốn trông đợi đến giây phút khi hai đứa chính thức trở thành vợ chồng mới lan tỏa hạnh phúc đến mọi người. Một cái kết đẹp sẽ đến khi ta luôn truyền năng lượng tích cực cho nhau. Jin Pu không biết cảm ơn những tình cảm đáng quý đó bao nhiêu cho đủ. MV này là món quà tinh thần gửi tặng đến tất cả quý vị. Mong tất cả chúng ta luôn hạnh phúc và bình an trong cuộc sống. Theo thông tin được chia sẻ, đám cưới của Jin Tuấn Kiệt và Puka sẽ tổ chức ở Cam Ranh vào hôm 4 tháng 11 tại thành phố Hồ Chí Minh và 6 tháng 11 và hôn lễ ở Đồng Tháp, quê Puka. Puka hơn Jin Tuấn Kiệt 5 tuổi, tuy nhiên nam ca sĩ từng chia sẻ không quan trọng tuổi tác trong tình yêu. Trong hậu trường một show ca nhạc, Jin Tuấn Kiệt cho biết anh bị thu hút bởi một cô gái cá tính, chững chạc. Khi được hỏi nếu mẹ bắt cưới Puka bạn sẽ thế nào, nam ca sĩ trả lời sau vài giây, cưới luôn, mẹ bắt mà, em nghe lời mẹ lắm.
Trước tin đồn tổ chức đám cưới vì Puka đang mang thai, phía Jin Tuấn Kiệt phủ nhận. Trên trang cá nhân, ca sĩ Hòa Minzy đăng tải clip đi tập hát để chuẩn bị cho hôn lễ Jin Tuấn Kiệt và Puka, thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng. Puka và Jin Tuấn Kiệt đi trực thăng khảo sát hôn trường, hoàn tất khâu cuối cho đám cưới. Ngày 4 tháng 11, đám cưới của Puka và Jin Tuấn Kiệt chính thức diễn ra ở Cam Ranh. Cặp đôi đã có mặt từ sớm để chuẩn bị không gian cũng như kiểm tra lại giai đoạn cuối cùng chuẩn bị cho giây phút trọng đại vào ngày mai. Theo thiệp mời, Puka và Jin Tuấn Kiệt sẽ làm đám cưới vào ngày 4 tháng 11. Địa điểm cặp đôi lựa chọn tổ chức hôn lễ là một resort hạng sang mới được đưa vào hoạt động ở Cam Ranh. Mới đây, cặp đôi khiến nhiều người suýt xoa khi cùng nhau đáp chuyên cơ tới resort để khảo sát trước khi sự kiện trọng đại diễn ra. Không còn tỏ vẻ giữ kẽ như trước đây, Jin Tuấn Kiệt và Puka hết sức thoải mái khi thể hiện tình cảm với nhau. Khoảnh khắc bước từ trên chuyên cơ xuống, nam diễn viên, ca sĩ Jin Tuấn Kiệt còn tình tứ đỡ vợ. Anh dành cho Puka ánh mắt quan tâm dịu dàng. Cả hai tỏ ra vui vẻ hạnh phúc vì chuyến đi. Họ liên tục cười đùa rôm rả. Đến tối cùng ngày, cô dâu tháng 11 Puka sẽ cùng ekip tổ chức tiệc thân mật cùng bạn bè. Mặc dù buổi tiệc thân mật không quá cầu kỳ xa hoa, nhưng sự quan tâm ấm áp của bà xã khiến Jin Tuấn Kiệt không giấu được niềm hạnh phúc. Có thể thấy trước hôn lễ, cặp đôi đang có những ngày mật ngọt đáng ngưỡng mộ. Với hành trình tình yêu ngọt ngào cùng tính cách hài hước của cô dâu chú rể, chắc chắn hôn lễ của cả hai sẽ là ngày quẩy tung trời với sự hiện diện của loạt khách mời đình đám trong làng giải trí. Trước đó ít lâu, Jin Tuấn Kiệt đăng tải hình ảnh tình tứ bên diễn viên Puka, chính thức xác nhận thông tin hẹn hò của cả hai sau nhiều đồn đoán. Trong ảnh, Puka còn khoe đeo nhẫn ngón tay áp út, hé lộ chuyện được bạn trai cầu hôn. Ca sĩ Jin Tuấn Kiệt cũng xác nhận chuyện sắp kết hôn với đàn chị. Anh viết, định 30 tuổi mới lấy vợ, ai dè sớm hơn. Chúc mừng sinh nhật tôi, món quà sinh nhật lớn nhất của tôi. Cảm ơn gia đình bạn bè luôn đồng hành cùng hai đứa và đặc biệt cảm ơn khán giả luôn yêu thương đầy thuyền nhiệt tình cho hai đứa trong suốt thời gian qua. Nay chính thức thông báo thuyền đã cập bến. Đám cưới của Puka, Jin Tuấn Kiệt siết quy định nghiêm ngặt không tiếp đón trẻ em. Sau hôn lễ ở Cam Ranh, Khánh Hòa, Puka và Jin Tuấn Kiệt sẽ tổ chức thêm tiệc báo hỷ tại thành phố Hồ Chí Minh. Mới đây, cặp đôi gửi thiệp mời cưới ở Sài Gòn khiến quan khách trong đó có nhiều đồng nghiệp nghệ sĩ thân thiết. Theo thông tin trong thiệp mới, tiệc cưới này diễn ra vào tối 6 tháng 11 tại một trung tâm hội nghị, sự kiện lớn ở quận Bình Tân. Vợ chồng Puka và Jin Tuấn Kiệt cũng chia sẻ đến khách mời rằng bữa tiệc chỉ dành cho người lớn, không gian không phù hợp với trẻ nhỏ nên quan khách vui lòng không dẫn theo trẻ em. Quy định này vốn không lạ với nhiều đám cưới của các cặp đôi sao Việt. Trước đó một số đám cưới không tiếp đón trẻ em được cô dâu chú rể thông báo như Cường Đô La, Đàm Thu Trang, Minh Hằng, chồng doanh nhân, Đỗ Mỹ Linh, doanh nhân Đỗ Vinh Quang, Trấn Thành, Harry Won, Nhã Phương, Trường Giang, v.v. Đây cũng là điều dễ hiểu khi trong hội trường tiệc cưới có nhiều đồ trang trí, đông người có thể gây mất an toàn cho trẻ nhỏ nếu không đủ người trông coi. Tuy nhiên, có những ý kiến cho rằng nhiều gia đình sẽ bất tiện khi phải nhờ người trông con nhỏ để đi dự tiệc cưới khi bữa tiệc không tiếp trẻ em. Được biết, trước đó ngày 4 tháng 11, Puka và Jin Tuấn Kiệt sẽ tổ chức hôn lễ ở một resort 5 sao sát biển ở Cam Ranh, Khánh Hòa. Đây là đám cưới riêng tư có sự góp mặt của họ hàng hai bên và một số đồng nghiệp trong giới giải trí. Cặp đôi cũng cất công thiết kế hai thiệp cưới khác nhau cho hai địa điểm tổ chức hôn lễ. Đám cưới ở Khánh Hòa, vợ chồng Puka đưa ra quy định về màu sắc trang phục và không hạn chế trẻ nhỏ. Buổi tiệc diễn ra từ 15:30 chiều và kéo dài đến tối để khách mời và cô dâu chú rể giao lưu trò chuyện tiệc tùng thoải mái. Ngoài tiệc cưới ở Khánh Hòa và thành phố Hồ Chí Minh, Puka và Jin Tuấn Kiệt cũng cử hành thêm một hôn lễ ở Đồng Tháp là quê nhà Puka. Đây sẽ là đám cưới đậm chất miền Tây theo phong tục địa phương. Tuy nhiên, cặp đôi chưa công bố ngày giờ cụ thể. Trường Giang nhắn nhủ Puka, Jin Tuấn Kiệt phải ghi nhớ điều này khi về chung nhà. Lễ ăn hỏi của Puka, Jin Tuấn Kiệt đã được diễn ra trong không khí ấm áp, dưới sự chúc phúc của gia đình, bạn bè và khán giả. Là người thân thiết chứng kiến hành trình yêu nhau của Puka, Jin Tuấn Kiệt từ những ngày đầu tiên, Trường Giang được giao trọng trách cao cả đảm nhận vai trò chủ hôn dẫn đầu nhà trai tới đám hỏi, trong khi đó Lâm Vĩ Dạ là chủ hôn bên nhà gái. Trong hôn lễ, Trường Giang gửi lời nhắn nhủ tới hai em đầy chân thành. Tiền nhiều không quan trọng, hạnh phúc là cái quan trọng nhất. Cha mẹ không mong sẽ thành công nổi tiếng cỡ nào đâu, chỉ mong các con có cuộc sống hạnh phúc. Ngoài các sính lễ thường thấy như trầu cau, hoa quả, nhà trai còn chuẩn bị một phần lễ khủng với bộ trang sức kim cương đến đón dâu khiến dân tình trầm trồ. Theo thông tin từ bạn bè thân thiết của cặp đôi, bộ quà trang sức này có giá trị khoảng 2 tỷ đồng. Bên cạnh đó, dàn phù dâu phù rể của đôi uyên ương cũng được chú ý trên mạng xã hội. Dàn phù rể gồm gương mặt quen thuộc như Trương Thế Vinh, Ngô Kiến Huy, Jun Phạm, Song Luân, Duy Khánh, ST Sơn Thạch, Anh Tú. Về đội hình bê chát nhà gái, đây đều là những cô gái thân thiết với Puka, Thúy Ngân, Nguyên Thảo, Lily, Bảo Ngọc, Quỳnh Anh. Sau lễ ăn hỏi, đám cưới được tổ chức ở Cam Ranh vào hôm 4 tháng 11, 6 tháng 11 ở thành phố Hồ Chí Minh và một hôn lễ ở Đồng Tháp quê Puka, khán giả đang háo hức đếm ngược từng ngày, mong chờ đám cưới của cặp đôi.